Đối tượng khai nhận tên là Vương Văn Vinh, sinh năm 1989, trú tại thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vận chuyển 34 thùng xốp chứa cá đối đông lạnh, trong đó khoảng 800 kg cá giã đông, 220 kg cá bốc mùi, không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cho người tiêu dùng. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Vương Văn Vinh không xuất trình được giấy tờ về hàng hóa, phương tiện, không có giấy tờ kiểm dịch, không có chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Vương Văn Vinh khai nhận vận chuyển thuê số cá đối đông lạnh trên cho một người đàn ông Trung Quốc từ Trung Quốc về Việt Nam để lấy 500.000 đồng tiền công. Đồn biên phòng Bắc Sơn đã tạm giữ tang vật, lập biên bản xử lý đối tượng và phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số cá đối đông lạnh theo quy định của pháp luật.